Hello, xin chào tất cả anh em. Giới thiệu đến anh em hai cây quạt Sanyo cây dừa. Chiếc bên này là cây Sanyo cây dừa hai đường băng, hai nút gạt, cánh 30. Còn cây bên này là Sanyo hai cây dừa mà có một nút gạt. Và cái chế độ của nó cũng khác nhau. Toàn thân của nó đều được làm bằng gang sắt hết. Đó, con này thì nó 3 số và có một nút tắt là cái nút màu bạc ấy. Còn đâu con này thì đơn giản hơn. Anh em nào mà yêu thích chiếc quạt Sanyo cây dừa này thì có thể liên hệ với em. Cảm ơn tất cả mọi người.